Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ đầu năm 2019 đến nay đã 3 lần các truyền thông cũng như các cái những thành phần có ý đồ xấu với đạo Phật, đặc biệt nhất là đạo Phật trong nước Việt Nam của mình. Theo những nhà để ý, những người có cái tầm nhìn sâu sắc, ta nhìn ra có thể tới 4 giai đoạn trước mắt, nhưng không biết cái giai đoạn tiếp theo thứ 5, thứ 6, thứ 7 vân vân và vân vân nó như thế nào. Nhưng mình chia sẻ trước mắt là 4 giai đoạn đánh sập chùa. Đúng như lời tôi tiên đoán, đánh cho sập chùa là một kế hoạch nhất quán, lâu dài, được tiến hành liên tục nhằm hạ gục Phật giáo Việt Nam, hủy hoại giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm mục tiêu cao nhất là thiểu số hóa Phật giáo Việt Nam, cải đạo tín đồ Phật giáo Việt Nam sang tôn giáo khác. Tiếp theo chiến dịch số 1 và số 2, nay là chiến dịch số 3 đã khai hỏa. Chiến dịch số 1 trong diễn biến tiến hành đánh cho sập chùa là vụ tập kích truyền thông và hoạt động cúng sao. Trong hoạt động cải đạo, người tin lành thường tránh nhắc đến tôn giáo đối tượng cải đạo là Phật giáo, mà thay vào đó là cụm từ mê tín dị đoan. Chiến dịch tập kích truyền thông nhằm vào hoạt động cúng sao đầu năm âm lịch của một số chùa Phật giáo đã được mục đích dán nhãn mê tín dị đoan cho Phật giáo Việt Nam, đồng hóa Phật giáo Việt Nam với mê tín dị đoan. Đồng thời, chiến dịch tập kích truyền thông số 1 này cũng nhằm tạo ra hình ảnh Phật giáo Việt Nam trục lợi, làm tiền, kiếm trác bất chính. Còn tín đồ Phật giáo là những kẻ ngu muội, đáng thương, kéo nhau ùn ùn đi nộp tiền trong một trò lừa bị móc túi mà không biết. Khung sườn chiến thuật tập kích truyền thông đã hình thành. Với những mục tiêu như vậy, công cụ được sử dụng là một số phương tiện truyền thông đại chúng. Một vị tu sĩ giữ vai trò kích hoạt. Kết quả đã làm được việc biến dạng hình ảnh Phật giáo Việt Nam, xấu mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam, bị buộc phải ra công văn. Lượng người đi chùa trong ngày về cuối tháng giêng âm lịch giảm hẳn. Trong con mắt một số người, Phật giáo Việt Nam đã là một thứ thành phần bất lương, gồm một đám đi gạt người và một đám đông bị người gạt. Dĩ nhiên khi khinh khi xa lánh Phật giáo thì người ta tìm đến tôn giáo khác. Nói mục tiêu cao nhất là như vậy. Trong khi hỏa lực công phá của chiến dịch đánh sập chùa số 1 còn dồn dập, thì chiến dịch đánh sập chùa số 2 đã được triển khai. Nếu trong chiến dịch số 1 ngôi chùa được hỏa điểm công phá là Phúc Khánh, Hà Nội, thì ở đợt 2 người ta nhắm đến những ngôi chùa mà bị xác định là trục lợi như chùa Bái Đính, Tam Chúc. Một vài bài báo cũng đã nói xa nói gần đến các chùa mà họ gọi là doanh thu cao như chùa Ba Vàng, Lý Triều Quốc Sư, Quán Sứ. Phương pháp được dùng vẫy y như chiến dịch số 1, đặt lại vấn đề mê tín và trục lợi. Các người rơi vào cái bẫy ngôn từ của truyền thông bẩn, bàn luận rằng nên chùa to hay chùa nhỏ. Thực ra luận chùa to hay chùa nhỏ
chỉ là một cái cớ. Còn nguyên nhân sâu xa là luận làm sao để chùa trong mắt mọi người. Chùa chỉ là một thứ doanh nghiệp, một loại công ty. Chùa nhỏ thì bắt lỗi người ngồi tràn ra ngoài đường, cản trở giao thông, thu phí cúng tế. Chùa to thì chì chiết kinh doanh, xe điện, thang máy, bảo tháp, rõ ngay việc tuân thủ pháp luật thuế. Điều người ta muốn để bày ra bao nhiêu thứ chuyện là đánh sập chùa. Trong lòng người theo đạo Phật Việt Nam là cải đạo chứ không có gì khác. Tôi nói rất nhiều về điều này nhưng ít người hiểu. Tội người Phật giáo trúng kế bàn luận chuyện cúng sao biến tướng hay chùa to, chùa nhỏ. Hỏa lực chiến dịch đánh sập chùa số 2 chưa ngớt thì đã khai hỏa chiến dịch số 3. Tiếp theo Phúc Khánh, Bái Đính, Tam Chúc thì lần này đến chùa Ba Vàng. Vẫn bổn cũ soạn lại, mê tín và trục lợi. Chúng ta thấy ở đợt 3 chiến dịch đánh sập chùa, thủ pháp có được thay đổi chút ít ở hình thức, chuyện sao đổi sang vong. Từ thu lẻ theo số lượng sang thu từng ca dịch vụ, nhưng rốt cuộc vẫn nhằm tính tổng số trăm tỷ, ngàn tỷ gì đó. Lần này khuôn mặt cũ lại tái xuất hiện, nâng mức công phá từ chỉ trích kiếm tiền lên mức đòi khởi tố hình sự đại đức chủ trì. Tin lành cho rằng mê tín dị đoan là nhờ là thờ phượng ma quỷ và tìm cách liên lạc với ma quỷ, tức là vong linh. Hầu hết những người Việt Nam không theo Cơ Đốc giáo và cả một số tín đồ Cơ Đốc giáo Cato La Mã vẫn tin là có vong linh. Trong đó họ vẫn kết nối bằng nhiều hình thức, trong đó thờ cúng người chết, không chỉ ông bà mà còn là người trong gia đình, là một hình thức. Hình thức triển khai kết nối với vong linh ở chùa Ba Vàng tôi chưa rõ nên không bình luận nhiều. Nhưng chùa nào cũng thờ vong, cúng vong. Quan hệ với vong linh là niềm tin của cả dân tộc Việt Nam. Không thể hình dung một tôn giáo đồng hành với dân tộc mà không dung chứa tín đồ tín ngưỡng đó. Cho nên loại đi những tiểu tiết thì việc cho rằng chuyện vong ở chùa Ba Vàng là mê tín là hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm tâm linh của người Việt Nam. Do vậy cần thấy rằng lưu loa mê tín là ở chiến dịch số 3 cũng là một cái cớ nhằm vào mục tiêu đánh sập chùa, tức không gì khác hơn là cải đạo. Chùa Phúc Khánh bán vé cúng sao, chùa Bái Đính Tam Chúc bố ráp trận đồ làm tiền, chùa Ba Vàng đe dọa để lấy bạc triệu lễ cúng. Thế thì còn gì Phật giáo miền Bắc, Phật giáo miền Nam? Ba chiến dịch đánh sập chùa đã và đang diễn ra nằm trong một chiến dịch lớn hơn, chiến dịch tiền Vê Sắc 2019. Với cơ sự nông nổi như vậy thì trước mặt mọi người còn gì lễ với lạc, quan với khách, mà trên hết chỉ còn nụ cười đắc chí thắng cuộc của vị tu sĩ này. Người hùng 2/3 chiến dịch đánh sập chùa. Bài viết này nhằm định vị chiến dịch đánh sập chùa số 3, hướng tới cái nhìn nhận diện tổng quát. Việc phân tích các chiều cạnh cụ thể, chi tiết của chiến dịch đánh sập chùa số 3 cùng vai trò của một cá nhân nổi bật là vị tu sĩ với luận điệu chủ bài là mê tín và trục lợi dành ở các bài sau. Và chiến dịch thứ tư là chiến dịch đánh vào tăng đoàn, đánh vào lòng người làm hoang mang, đó là tiến sĩ tôn giáo học Dương Ngọc Dũng vừa mới xảy ra trong mấy tuần nay. Có thể sẽ còn nhiều chiến dịch sắp tới.
còn tìm ẩn đâu đó. Nhưng các người có ý đồ tàn phá Phật giáo, tàn phá tư tưởng Phật giáo, nếu 90 triệu dân không nhìn ra, nhưng tôi là người sẽ nhìn ra. Một điều nữa có thể chốt lại ở đây là ông ta lại tiếp tục hành động như tôi đã dự đoán. Bài viết của Minh Thành. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.